Hiệp xin chào quý vị và các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở ở đây là ngay ngã ba sông các bạn. Ngay ngã ba sông này ở đây thì cái thời mà chiến tranh đó các bạn, dân người Việt Nam mình người ta đi Điện Biên đó, bị tàu thuyền chìm rồi bắt đầu có nhiều xác chết trôi về đây. Nhưng mà thời gian sau này cũng có một xác không biết chết từ ở đâu cho về luôn các bạn. Ở đây là giáp ranh với sông, ở đây là giáp ranh sông của Bến Tre. Thì cái vong ở đây là cách nay 3 4 năm về trước đó, là vong người phụ nữ trôi ở đâu lại đây. Thì ở đây là rất là linh thiêng, cũng có nhiều người lại đây cầu tài cầu lộc. Tối nữa hôm nay mình lại đây mình sẽ cúng cho các vong linh tại đây nha các bạn. Đứng ở đây là ngay ngã ba, các bạn cũng thấy. Giờ này thì chuẩn bị tối rồi các bạn. Mình chờ cỡ 10 giờ đi mình quay lại đây, mình cúng cho ông bà cô bác ở đây. Đó các bạn thấy không? Cũng có nhiều người lại cầu tài cầu lộc xin số nè các bạn thấy không? Đó. Người ta đem gì lại người ta cúng nè các bạn. Xôi, đậu tùm lum người ta cúng, người ta giục bừa bãi quá. Người ta xin lộc ở đây nè. Xin số đề đó các bạn. Xin số về rồi bài ra rồi bọc dây ni lông cúng giục tùm lum hết, không có dọn dẹp sạch sẽ luôn. Ở đây là người ta xin ngay tổ mối. Thì ở đây là ngày xưa có nhiều vong linh là tấp trôi chết ở đâu không biết, tấp về đây rất là nhiều, thành ra ở đây rất là linh các bạn. Còn ở đây là ngã ba sông. Chắc tối nay mình kiếm chỗ mình cúng tại đây quá, lựa chỗ nào không có gió ha, cúng cho các vong linh. Giờ này còn sớm thì mình quay vòng vòng cái khung cảnh ở cái khung cảnh của quê của mình nha các bạn. Bộ nha các bạn, bên đó là có cái nhà văn hóa của thành phố Trà Vinh. Thì hiện giờ cũng sớm, mình đi vòng vòng mình quay cái cảnh ở trong vuông cho cả nhà xem cho vui nha. Tối nay mình mới lại đằng này, cái chỗ cái ngã ba sông đó, từ đó là vô vuông các bạn. Để hồi mình vô vuông mình review cái khung cảnh cho mọi người xem cho vui nha. Ở đây thì có cây bồ đề. Cây bồ đề này là lúc trước có một ông người miền Bắc, ổng buồn chuyện gia đình hay gì đó các bạn. Ổng lại đây ổng treo cổ, ổng tự tử. Thì lúc trước mình xỉnh thỉnh ông sư tại cây bồ đề này nè các bạn. Hình ông sư này theo mình đoán thì ông ngày xưa ông tu trong chùa. Rồi đó là có những người lớn tuổi người ta đi thiếp, người ta gặp ông, người ta họa cái hình của ông người ta thờ. Nhưng mà qua cái thời mà cái người lớn tuổi có thể là người ta chết, còn còn cái thời con người ta là không có thờ ông. Thành ra con cháu của ông đem hình của ông ra để ở gốc cây bồ đề. Còn ở đây là cái khung cảnh ở trong ao vuông nha các bạn. Đó, ao vuông là có cái ao gì đó. Cái ao này ngày xưa là vui lắm, có để dịch nữa, dịch mà mình lên mình ngồi mình đạp đó các bạn, mình đạp cái con dịch nó chạy đó, kêu bằng thuyền thuyền dịch đó.
Ở đây thì lúc trước chưa có dịch Covid, vòng vòng cái ao này là người ta bán cà phê rất là nhiều, nhưng mà lúc này nhà nước không cho bán các bạn, thành ra quán xá bây giờ vắng hoe. Rồi mình tiến hành mình bày đồ ra cúng cho các vong linh tại đây nha các bạn. Bữa nay mình mua nhiều bánh các bạn ơi. Có nhiều bánh. Có cơm luôn các bạn. Có kẹo luôn. Cái bệnh này là bệnh toan của lính Mỹ nè các bạn. Ngay cái điểm ở đây thì ngày xưa là nhiều người chết lắm lắm nha các bạn. Ta chết tới đâu không biết, ta trôi về. Mình đốt 5 cây nhang luôn các bạn ơi. Đốt 5 cây nhang luôn. Con xin phép thổ địa, ông thổ địa ha, bà thổ địa, thì hôm nay con đến đây con cúng cho các vong linh, con mời ông bà cô bác anh chị em già trẻ bé lớn xúm xích về dùng bánh, dùng kẹo, dùng cơm ha. Và có rượu nữa. Nếu ông bà còn đây thì cho chúng con thấy những hiện tượng lạ ha. Rồi mình đặt máy tại đây nha các bạn. À, quên nữa, mình chưa có đốt đèn cầy các bạn ơi.
mình không có đốt đàn cày là ông bà những người phước mặt người ta không có thấy thấy mình cúng nha các bạn. Mình đốt đàn cày ông bà người ta mới thấy, người ta mới về thụ hưởng. Rồi mình đặt máy tại đây nha các bạn.
mình lại tới máy các bạn ơi. Giờ mình kiểm tra nha. Ủa nãy cốm mình để ngay ngắn mà ta. Giờ sao lâu quay về cái góc bên kia mới ghê chứ. Thấy ghê quá các bạn ơi. Nào nãy là cốm mình cốm là mình nhớ mình để ngay đây nè các bạn. Hồi nãy cốm là mình nhớ mình để ngay đây nè. Đó giờ sao mà nãy lâu chưa? Hồi nãy được di chuyển qua bên mới ghê chứ. Và mình xin kết thúc video các bạn ơi. Các bạn và bà con nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nha. Tối rồi các bạn ơi, thấy ghê quá, thôi mình về ạ.